xin chào các bạn hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn đó là một cái cây nanh hồ giả nhé thì cái mẫu của mình hôm nay đang là mẫu dòng nanh trắng đó thì các bạn nhìn qua về tổng thể của nó này thì các bạn nhìn thấy bên trên nó cũng sẽ có các cái đường uh, gồ ghề gồ ghế cái đường rãnh giống như là của hàng thật luôn đó, cực kỳ là giống thật luôn thì bên dưới nó là về phần men này đó men thì sẽ được làm từ men y tế À, thì ở giữa cả cái phần phần chân anh và phần men ấy, thì các bạn sẽ quan sát thấy nó kỹ nó sẽ một cái đường hơi hơi bóng nhé đó hàng thật bao giờ nó cũng sẽ thế và cái điều thứ hai nó là các cái dòng ninh thật cũng giống như nanh giả hàng hàng cao cấp này, này thì bao giờ các bạn nhìn thấy là cái cái đường ở giữa thì bao giờ nó sẽ không bóp chặt lại giống như là của ninh gấu Ninh gấu thì là nó sẽ thắt hẳn lại luôn đấy các bạn nhìn thấy ở phần giữa thì nó sẽ chỉ hơi 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 cong cong về, về, về vào lõm bên trong thôi còn ninh gấu là nó sẽ bóp hẳn vào đó, tại vì bây giờ trên thị trường người ta cũng hay hay làm các cái mẫu dòng nanh kiểu nanh gấu dạ hổ ấy thì nếu như mà các bạn nào mà các bạn không chuyên ấy, thì các bạn cũng rất là khó để các bạn nhận nhận được ra được thật luôn tại vì là người ta làm uh, giả cái cái nó cũng rất là hay đó thì ví dụ như các bạn không quên có thể inbox trực tiếp cho mình nhé cảm ơn các bạn